Ui, bạn Sơn Linh hôm nay có cái kẹo mút xinh nha. Mút với cam đấy. Thì có ngon không? Thế ăn kẹo xong mình phải làm gì? Đúng rồi, phải đánh răng. Đánh răng còn còn cái gì đây? Bằng kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Kẹo ngon không? Ngày mai mẹ lại ngoan, mẹ lại mua tiếp nha. Sơn Linh ơi. Linh ơi. Chào các bạn đi chứ, quên à? Ôi bạn ấy cho được cả cái kẹo vào mồm luôn. Kẹo ngon không? Có. Bé bé lại có thêm chiếc kẹo nữa nè. Bé bé lại có thêm một chiếc kẹo này nữa nè. Sơn Linh ăn kẹo đi. Con biết tuổi của con. Chị lên 10 tuổi đấy. Sợ quá, đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Sơn Linh ăn kẹo. Sơn Linh ăn kẹo vậy xem nào. Màu xanh lè được nhỉ? Trông con cái vật cũng xương vậy.